Để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh, việc giáo dục, tuyên truyền của nhà trường đóng vai trò quan trọng, từ đó hình thành nên văn hóa giao thông trong học đường. Câu chuyện ở trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Động sau đây là một ví dụ điển hình. Đây là một giờ học ngoại khóa về an toàn giao thông tại trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Cô giáo chủ nhiệm trực tiếp soạn bài giảng, sau đó truyền đạt cho học sinh kiến thức cơ bản về luật giao thông, cách thức tham gia giao thông an toàn thông qua các hình ảnh trực quan sinh động để các em dễ hiểu. Học sinh trong trường đều hào hứng với những tiết học ngoại khóa như thế này. Em nghĩ là văn hóa giao thông là một cái rất là quan trọng. Và khi giao thông, chúng ta phải có ý thức với chính chúng ta trước, và chúng ta cũng phải có ý thức với những người xung quanh của chúng ta. Hàng năm, trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân đều tích cực vận động khuyến khích học sinh và giáo viên tham gia cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức. Học sinh trong trường được tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông và luật giao thông đường bộ qua những câu hỏi trắc nghiệm và bài thu hoạch về kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân luôn nằm trong top đầu những trường có nhiều học sinh đạt giải cao tại cuộc thi này, trong đó có 3 giải nhì, 5 giải ba. Thông qua cái cuộc thi này thì em đã biết nhiều hơn những cái kiến thức về an toàn giao thông, và nó rất là bổ ích cho những cái lứa tuổi học sinh của chúng em. Cho nên là khi tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm đầy đủ, đi bên lề phải, khi sang đường phải xin nhan, bóp còi để tránh gây tai nạn giao thông ạ. Nhà trường cũng phối hợp rất là chặt chẽ với phụ huynh học sinh để tăng cường thêm cái việc tuyên truyền cho các em về cái ý thức chấp hành luật an toàn giao thông khi các em di chuyển từ nhà đến trường. Là trường triển khai rất nghiêm túc và có hiệu quả các cái cuộc thi về an toàn giao thông, bởi vì nhà trường xác định đây là một cơ hội để các em có thêm những kiến thức rất bổ ích về vấn đề an toàn giao thông. Mặc dù đa số học sinh trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân tới trường phải lưu thông trên quốc lộ 39, tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc, song nhiều năm qua, trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân không có học sinh bị tai nạn giao thông. Học sinh có ý thức tuân thủ luật giao thông, tham gia giao thông an toàn là một trong những tiêu chí để nhà trường đánh giá hạnh kiểm cuối năm. Trường đề ra mục tiêu nói không với tai nạn giao thông cho học đường, để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui.